Cùng với cây cà phê, chuối, sắn, thì hồ tiêu là một trong những cây trồng công nghiệp có giá trị kinh tế cao nhất hiện nay đối với nông dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, góp phần không nhỏ vào việc cải thiện đời sống người dân cũng như tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới. Là địa phương có nhiều lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày. Hiện nay, bên cạnh tích cực đầu tư thâm canh cây cà phê theo hướng bền vững, nhiều nông dân trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị còn tích cực mở rộng diện tích cây hồ tiêu hữu cơ bằng hình thức xen canh với vườn cà phê. Có thời điểm giá tiêu tăng cao, trung bình 1 hecta trồng tiêu được khoảng 200 triệu đồng. Có thể nói, cây hồ tiêu là loại cây làm giàu cho người dân nơi đây, góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Thì lúc đầu thì giá 200 ngàn á, thì bình quân 1 hecta hồ tiêu. Nhưng bây giờ thì khoảng tầm cỡ cũng trong tầm 20 đến 30 triệu. Được về cái nông thôn mới á, thì tỷ lệ hộ nghèo trong thôn cũng cao, mà người dân thì cái thu nhập cũng thấp. Từ khi cái nông thôn mới thay đổi lên á, thì như vậy là cái điều kiện áp dụng về kỹ thuật, khoa học kỹ thuật của người nông dân á, nó được tăng lên, rồi cái đời sống cải thiện rất nhiều so với khi chưa được nông thôn mới. Thì trước mà chưa nông thôn mới thì nói thực ra là một năm nữa thì cũng hai ba chục là nhiều. Bữa nay nông thôn mới lên thì như vậy là nó lên là gần gấp đôi và tăng trên gấp đôi. Bên cạnh tăng cường khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu giữa doanh nghiệp và nông dân, tỉnh Quảng Trị còn đẩy mạnh phát triển, mở rộng diện tích tiêu hữu cơ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp đột phá để thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững trong bối cảnh khó khăn chung của các ngành hàng nông sản thời điểm hậu COVID-19.